Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự sáng thứ ba, ngày 10 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Cơn bão số 3 đi qua để lại những thiệt hại nặng nề cho thành phố Hải Phòng, và trong những lúc khó khăn, càng thấy rõ tinh thần tương thân tương ái của người dân thành phố qua những bữa cơm tình thương sau bão. Người dân từng bước tiếp cận với công nghệ thông tin để dần thực hiện mục tiêu công dân số. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Bảy tháng, Việt Nam chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ nhập 3,64 triệu tấn lúa mì, tăng 18,3% về lượng nhưng giảm 6,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá bình quân hạ. Số liệu vừa được hải quan công bố, trong đó Brazil, Australia, Ukraine, Mỹ và Canada là những nguồn cung lúa mì chính cho Việt Nam. Trong đó Brazil dẫn đầu với 1,17 triệu tấn, trị giá hơn 293 triệu đô la Mỹ, tăng gần 349% về lượng và hơn 205% về giá trị so với năm ngoái. Thị phần của lúa mì Ukraine trong tổng kim ngạch nhập khẩu đã nhảy vọt từ 0,8 lên 16,7%, vượt Mỹ và Canada và trở thành nguồn cung lớn thứ ba của Việt Nam. Theo Hiệp hội Chăn nuôi, lúa mì chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp. Việt Nam không sản xuất lúa mì, vì vậy nguồn cung phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 5,5 triệu tấn lúa mì với tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ. Năm nay chứng kiến sự gia tăng nhu cầu lúa mì trong nước, đặc biệt ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Tổng quan, lượng nhập khẩu lúa mì của Việt Nam đã liên tục tăng qua các năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong nước. Ngay sau khi cơn bão đi qua, quận Kiến An đã huy động cả hệ thống chính trị, chỉ đạo các cấp ngành khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả. Theo thống kê sơ bộ, đến 21 giờ ngày hôm qua, trên địa bàn quận không có thiệt hại về người, 3.018 cây xanh bị bật gốc gãy đổ, 56 cột điện gãy đổ, 367 hectare diện tích lúa mùa bị ngập úng, nhiều công trình bị tốc mái hư hỏng nặng cùng nhiều thiệt hại khác. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, hiện các lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân dọn dẹp cây đổ để khai thông các tuyến đường đảm bảo giao thông thuận lợi, kiểm tra lại hệ thống điện, bảo đảm điện, nước, viễn thông, vệ sinh môi trường, khẩn trương thống kê, rà soát thiệt hại do bão gây ra và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm đưa các hoạt động của người dân trở lại bình thường. Với sức tàn phá khốc liệt, bão số 3 đã đi qua nhưng hậu quả để lại khá nặng nề, nhất là các hộ chăn nuôi, trồng cây cảnh trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Có những hộ may mắn còn có khả năng khắc phục, nhưng cũng có hộ nguy cơ mất trắng là rất cao. Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng trước thông tin bão số 3 đổ bộ, nhưng chỉ trong một ngày, trang trại này giờ đã mênh mông toàn nước. Tất cả những cái công sức của mình chằng chói nhưng vẫn không thể giữ được. Nhưng mà bây giờ thì thiệt hại rất là lớn, có gia đình có hai cái trang trại đấy, là nói chung là về tổng thể thì là nhìn hai vạn con gà là đều là nguy cơ là mất trắng, và hai cái trang trại là cũng hỏng toàn bộ. Mong muốn làm sao mà cũng có sự hỗ trợ về cả về nhân lực rồi đến tiền của để cho gia đình khắc phục lại những cái mất mát, những cái khó khăn này để sau này còn để chăn nuôi tiếp. Ban lực lượng chống bão thì đã rà soát mọi cái tình hình thiệt hại của bà con nhân dân, thì tất cả các khu vực dân cư và khu trang trại. Đối với lại cho khu vực trang trại là khu thiệt hại nhiều nhất, là có 3 trang trại gần như là xóa sổ. Còn đối với lại các hộ dân thì đi thống kê thiệt hại tương đối lớn. Còn đây là vườn đào của một hộ dân trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, với diện tích gần 1 mẫu. Sau bão gần như không còn khả năng phục hồi. Của tôi là toàn một mẫu mà dòng 31 cây, tài sản đầu tư ra đây đến bây giờ trên 100 triệu, 180 triệu rồi. Mà bây giờ quay là xóa tay. Không chỉ hộ nuôi gà hay trồng đào mà còn nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Kiến Thụy cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đến bây giờ là gia đình mất trắng, bởi vì là nhất là nước mưa nó xuống thì con tôm nó cũng lổ mắt nó chết. Cái thứ hai là nó ngập hết, ra con tôm nó cũng theo nước mưa đi. Cho nên là bao nhiêu những hy vọng, kỳ vọng của gia đình để vào thu cái lứa tôm này. Thế nhưng mà nó không được. Yaji là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua. Thời gian bão trên đất liền dài, diễn ra trên diện rộng, làm chết hơn 10 người, 13 người mất tích, bị thương hơn 200 người, gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Trước sự tàn phá của bão, mọi nguồn lực đang nỗ lực khắc phục, có thể sẽ mất thời gian khá dài nữa, mọi thứ mới có thể trở về như trước.
Thưa quý vị, trong bối cảnh thành phố chịu nhiều thiệt hại sau bão số 3, nhiều hoạt động hỗ trợ những nạn nhân, những hoàn cảnh khó khăn sau bão, không chỉ những vật dụng thiết yếu mà còn là những suất cơm, nước uống miễn phí. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cuối giờ sáng nay, chuyến xe chở cơm cùng thức ăn nấu sẵn đã được vận chuyển từ Hà Nội về Hải Phòng theo đúng kế hoạch và điểm đến là 406 chợ hàng phường Dương Hàng Kênh, quận Lê Chân, kết hợp với những món ăn được chế biến tại chỗ để đảm bảo 700 suất cơm miễn phí hỗ trợ cho người dân. Cơm và thịt quay là hai nguồn thực phẩm mà chúng tôi phải chuyển từ trên Hà Nội xuống. Đấy, bởi vì là do điều kiện điện này, nước này của địa phương còn chưa được đảm bảo do bão vừa mới đi qua. Tại cơ sở thì chúng tôi có chế biến có dưa chuột này, có nước này, có sữa này thì đã chuẩn bị sẵn từ trước đó để mọi người đến chỉ việc lấy và mang đi thôi. Hàng chục người tham gia vào các khâu chuẩn bị và chế biến thực phẩm, đóng gói các suất ăn, sẵn sàng cho việc phân phát đến tay người dân, ưu tiên người lao động, người già và trẻ nhỏ. 11 giờ trưa, rất đông người đến nhận cơm, nước uống và sữa miễn phí. Mấy hôm nay bão xong thì chị em mình rất là vất vả. Được mọi người ở trên Hà Nội về hỗ trợ bữa cơm thì chúng tôi rất là cảm ơn. Không nấu được cơm, cảm ơn nhà hảo tâm. Bây giờ là điện không có, đồ bị hỏng nhiều lắm. Bị hỏng thế xong rồi mãi tét nước thì bay, xong các thứ nói chung cũng ảnh hưởng, nhà thì có đông người nhưng mà xin hai suất. 6 giờ sáng ngày hôm nay thì cơ sở bắt đầu mở cửa chuẩn bị nguồn thực phẩm cho mọi người. Khi đi qua thì các cô, các chú, các bác ở địa phương thì thấy và mọi người cũng chủ động vào để hỗ trợ. Rất là cảm động về cái tinh thần tương thân và hỗ trợ nhau trong lúc hoàn cảnh khó khăn như thế này. Mọi người chủ động đến và chủ động làm phục vụ mọi người. Bão số 3 đi qua đã gây thiệt hại nặng nề, nhiều khu vực dân cư trong tình trạng thiếu điện, nước. Những suất cơm miễn phí đong đầy yêu thương đang giúp rất nhiều người dân vượt qua khó khăn sau bão. Dự kiến những suất cơm miễn phí sẽ được phát trong 3 ngày, từ hôm nay mùng 9 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9. Thời gian qua, đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn thành phố. Người dân dần có thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời đại xã hội số. Hiện nay, toàn thành phố có trên 1,6 triệu công dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Hơn 1,2 triệu tài khoản VNEID đã được kích hoạt, hạ tầng viễn thông được đầu tư, tạo môi trường để phát triển công dân số. Thành phố có 2.442 trạm BTS bảo đảm cho 100% số dịch vụ công trực tuyến đạt mức 4 được thực hiện và số hồ sơ được xử lý trực tuyến tăng qua từng năm. Cùng với đó, 100% số xã phường có hạ tầng băng rộng cáp quang, phổ cập mạng thông tin di động 4G, tỷ lệ người trưởng thành sử dụng smartphone đạt 78,4%. Đây là những điều kiện cơ bản giúp người dân tiếp cận với công nghệ thông tin, các ứng dụng từ công nghệ và có thể hoạt động nhiều lĩnh vực trên môi trường mạng. Nhiều đơn vị cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức thanh toán điện tử thay bằng thanh toán trực tiếp. Ngay cả các chợ truyền thống, tỷ lệ người dân mua hàng thực hiện thanh toán điện tử cũng ngày càng tăng. Hầu hết các cơ sở kinh doanh cố định triển khai thanh toán điện tử, trong đó nhiều cơ sở tạo mã QR nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng khi thanh toán. Tôi vẫn thường xuyên đến đây mua hàng ấy và cũng thấy là các cái quán quanh huyện ấy cũng trang bị quét mã QR đấy, thấy rất là tiện. Vì là đôi khi cầm tiền mặt đi sợ rơi và mất. Không chỉ chuyển đổi số trong thanh toán tiêu dùng, nhiều ứng dụng số được triển khai trong các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, giúp người dân thay đổi cách tiếp cận và góp phần hình thành những công dân số. Công nghệ, mạng Internet và sự kết nối đã và đang tạo nên sự thay đổi căn bản trong mọi mặt của đời sống. Giờ đây, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính có kết nối Internet là người dân có thể giải quyết một số thủ tục hành chính qua mạng Internet rất thuận lợi và tiện ích. Qua cái hướng dẫn của các đồng chí lãnh đạo ở xã thì chúng tôi là thấy mạng là rất thuận tiện cho cái việc làm giấy tờ hồ sơ trên điện thoại, nó tôi cũng có thể tra cứu của chúng tôi làm được. Không nằm ngoài xu thế phát triển chung của quá trình chuyển đổi số, người dân đang từng bước tiếp cận đưa công nghệ trở thành nền tảng, cơ sở thiết yếu để hỗ trợ và phát triển cuộc sống số, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Phần cuối bản tin thời sự sáng nay là những thông tin dự báo thời tiết.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông báo: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, cụ thể như sau. Tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, số lượng từ 3 đến 5 người. Công việc: biên tập viên đọc và dẫn các chương trình bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài, tiếng Anh, Hàn, Nhật. Tiêu chuẩn, điều kiện: là công dân Việt Nam, tuổi từ 18 đến 25, giới tính: nam, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m65 trở lên, phát âm chuẩn, có khả năng viết và dẫn chương trình, tốt nghiệp đại học hoặc đang học đại học, ưu tiên ngành học báo chí và các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Hồ sơ dự tuyển gồm có đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch, dán ảnh 46 có xác nhận của chính quyền địa phương, bản sao có chứng thực, bằng tốt nghiệp đại học, các bằng cấp và chứng chỉ khác nếu có, căn cước công dân. Lệ phí xét tuyển 200.000 đồng một người. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, số 2 Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 0912 453 118. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024. Hồ sơ dự tuyển không trả lại. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ trực tiếp liên hệ với những thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển. Trong thời gian làm cộng tác viên và phóng viên, nếu đáp ứng tốt với công việc, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ ký hợp đồng tuyển dụng chính thức.